Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng bạn có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Thưa quý khán giả, theo tử vi học phương Đông chỉ rõ, bước vào đúng 7 ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người. Khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ, đây không chỉ là thời điểm giao mùa mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính đối với tuổi Nhâm Tuất. Những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 7 ngày tới này sẽ mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Nhâm Tuất phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất. Trong vận trình đúng 7 ngày tới, từ công danh sự nghiệp, tài lộc sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé, để có cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của mình. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 là một hành trình không hề đơn giản, mà đầy ắp những thăng trầm và thử thách. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta dễ dàng nhận thấy rằng họ đã trải qua nhiều gian truân, vất vả, từ những ngày đầu còn trẻ cho đến thời điểm hiện tại. Trong cuộc sống, họ thường phải đối mặt với những biến cố không lường trước, từ vấn đề tài chính đến các mối quan hệ cá nhân, những ngày tháng đầu đời. Có thể Nhâm Tuất đã phải chứng kiến cảnh thiếu thốn và khó khăn,
Dù môi trường xung quanh không thuận lợi, nhưng từ trong sâu thẳm, họ luôn mang trong mình khát vọng vươn lên. Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc cho họ một tinh thần kiên cường, không ngại khó khăn. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là những điều dễ dàng mà còn là hành trình đối mặt với thử thách và tìm kiếm cơ hội. Khi trưởng thành, Nhâm Tuất đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến với thời gian và những yêu cầu khắt khe. Họ đã từng trải qua những thất bại và nỗi buồn, nhưng chính nhờ những điều đó, họ học được rằng thất bại không phải là điểm dừng mà là bài học quý giá. Qua mỗi thử thách, họ tìm thấy sức mạnh bên trong mình và biết rằng mình có thể vượt qua mọi gian khó. Dù vậy, có những lúc Nhâm Tuất cảm thấy chông chênh và đơn độc, họ đã từng ngồi một mình, tự hỏi liệu mọi nỗ lực của mình có xứng đáng hay không. Tuy nhiên, những giây phút ấy lại chính là cơ hội để họ nhìn lại bản thân, để nhận ra giá trị của sự kiên trì và lòng quyết tâm. Họ hiểu rằng không phải lúc nào cũng có được thành công ngay lập tức, mà điều quan trọng là phải biết tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Giờ đây khi đã trải qua nhiều năm tháng, nhìn lại chặng đường đã qua, Nhâm Tuất có thể tự hào với những gì mình đã đạt được. Có thể thành công không đến một cách rực rỡ, nhưng họ đã có đủ thứ cần thiết trong cuộc sống. Họ biết rằng hạnh phúc không phải là sự so sánh với người khác, mà là sự hài lòng với những gì mình đang có. Họ đã học được bài học quý giá rằng biết đủ chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ đối với họ là những điều giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Họ trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình, những buổi tối quây quần bên nhau, những tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ và cả những phút giây thư giãn giữa bộn bề công việc. Họ đã tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc bản thân, trong việc theo đuổi những sở thích cá nhân và trong việc kết nối với những người xung quanh. Thành công trong cuộc sống của Nhâm Tuất không chỉ được đo bằng vật chất mà còn bằng những mối quan hệ bền chặt, những ký ức đáng quý và sự bình yên trong tâm hồn. Họ đã trải qua bao gian khó nhưng nhờ vào sự kiên cường và biết trân trọng những điều nhỏ bé, họ đã tìm thấy ánh sáng hạnh phúc trong chính cuộc sống của mình. Cuộc đời của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 chính là minh chứng cho việc biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã viết nên câu chuyện của chính mình bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và giờ đây họ đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với một trái tim đầy yêu thương và lòng biết ơn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 cầm tinh con chó, đứng ở vị trí 11 trong số 12 con giáp. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người tuổi Nhâm Tuất có một ý chí vững chắc, họ có lương tâm và cẩn thận trong công việc, nghiêm khắc với bản thân. Đồng thời, họ rất trung thành với bạn bè và gia đình. Họ có lòng từ bi luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc làm ăn và có tầm nhìn dài hạn, nhưng đôi khi lại ích kỷ. Họ khá bướng bỉnh và không muốn chấp nhận ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ không biết cách linh hoạt. Ngoài ra, tâm trạng của họ không ổn định hay cáu kỉnh. Hành thành thủy của can nhâm xung khắc với hành thổ của chi tuất là sự kết hợp không mấy tốt lành. Đây là điềm báo về thời thiếu niên khó khăn vất vả của những người tuổi Nhâm Tuất. Thành công chỉ đến khi họ phấn đấu cực khổ trong một thời gian dài. Bù lại, cuộc sống lúc về già của những người tuổi này khá yên bình, ấm no. Người tuổi Nhâm Tuất có bản mệnh thuộc nạp âm là đại hải thủy, tức là nước biển lớn. Những người có mệnh này thường có lý tưởng cao xa, thích làm những việc mang tầm vóc vĩ mô. Chính vì thế, họ thường không cảm thấy thỏa mãn với chức vụ nhỏ nhoi mà sẽ cố gắng đạt đến vị trí lãnh đạo trong tổ chức, giống như đại dương bao la, bất tận. Họ luôn hướng đến một cuộc sống tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại sẽ khiến họ cảm thấy chán nản và căng thẳng. Những đặc trưng trên của Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy. Bề ngoài giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ vì thiên tính của họ là ẩn tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân, không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương. Ngay lần gặp đầu tiên, cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản, chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi,
Muốn nhận thức chính xác về một nhâm tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục. Không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận. Thực sự, họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép và tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng nhiễu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao, như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Người tuổi Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng ngay thẳng, chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu tự nguyện, nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, Nhâm Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là Nhâm Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ, không một chút do dự. Có lúc Nhâm Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhâm Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáo tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáo với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Nhâm Tuất có lòng nhân ái, có trách nhiệm, tận lực làm việc, nên có được lòng tin của mọi người, làm việc không bỏ dở. Đó chính là sở trường của Nhâm Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà Nhâm Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho người yêu. Nam giới Nhâm Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành với sự tín nhiệm này. Tuổi Nhâm Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng họ lại là những người có trái tim ấm áp và chung thủy. Nhâm Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng và tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, gia tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn là màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Những ước mơ và hoài bão luôn tồn tại trong con người của họ, như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần tìm thấy cơ hội thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Bước vào đúng 7 ngày tới, tuổi Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật.
Và vì thế đôi khi bị hiểu lầm, sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Thời điểm này ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng, sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh, đôi khi không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm, hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm để không bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Nguyệt lệnh lâm đất mộ nhập mệnh trong thời điểm này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định, dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn. Thực ra, bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong thời điểm này, nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Nhâm Tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Thời điểm này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời, biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Đặc biệt đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cặp đôi chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Đúng 7 ngày tới mở ra cho tuổi Nhâm Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, vì sức khỏe và tâm lý vững vàng chính là yếu tố quan trọng nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Nhất Bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội thành công vượt bậc và niềm vui lớn trong công việc. Đối với những ai đang theo đuổi công danh sự nghiệp, đây là lúc gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực. Những gì bạn đạt được không chỉ là những con số hay thành tích bề nổi, mà còn là sự công nhận về năng lực, sự đóng góp và tư duy độc đáo mà bạn mang lại cho tổ chức trong thời điểm này. Bạn có xu hướng sống nội tâm hơn, tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, bạn thích đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, học hỏi và khám phá ra những góc nhìn riêng biệt mà ít ai có thể nhận ra. Chính từ những khám phá đó, bạn đã tạo dựng cho mình những quan điểm khác biệt và phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đây là lợi thế rất lớn giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp cận công việc một cách sáng tạo, tinh tế. Tuy nhiên, cũng chính vì phong cách độc đáo và cách tiếp cận khác biệt của mình, bạn có thể gặp phải một số thách thức trong việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Không phải ai cũng hiểu được cách bạn thể hiện, đôi khi bạn phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu hay thậm chí là nghi ngờ. Nhưng đừng để điều đó làm giảm đi sự tự tin của bạn. Tuổi Nhâm Tuất là người có khả năng và chuyên môn vượt trội. Hãy phát huy những thế mạnh đó, dám thể hiện bản thân và theo đuổi đến cùng những gì bạn tin tưởng. Lời khuyên trong thời điểm này là bạn cần nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong các quyết định quan trọng. Cơ hội không đến nhiều lần. Một khi đã nhìn thấy cơ hội, bạn cần chớp lấy và hành động ngay lập tức, không để cho sự do dự hay bất kỳ yếu tố nào làm bạn trì hoãn. Thành công sẽ không đến với những người thiếu quyết tâm, vì sự quyết tâm chí là chìa khóa để bạn đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy mạnh mẽ, vững vàng với những lựa chọn của mình và đừng ngại vượt qua khó khăn, vì chỉ có hành động quyết đoán mới đem lại kết quả xứng đáng. Đúng 7 ngày tới chính là thời điểm bạn cần tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra trước mắt. Đừng lo sợ về những khác biệt trong suy nghĩ hay phong cách của mình, vì chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp bạn nổi bật và đạt được những thành tựu xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới,
vận may tài chính của tuổi Nhâm Tuất bắt đầu sáng sủa hơn bao giờ hết. Chính tài xuất hiện báo hiệu một thời điểm tràn đầy cơ hội trong lĩnh vực tài lộc. Đây không chỉ là sự may mắn thoáng qua, mà còn là kết quả từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Vận may lần này thực sự hiếm hoi, và nếu biết nắm bắt, bạn sẽ không chỉ củng cố vị thế của mình trong công ty, mà còn đón nhận những phần thưởng xứng đáng, có thể là một khoản lương thưởng hoặc hoa hồng đáng kể. Đối với những người đã kiên trì tích lũy, đây chính là lúc nhìn lại và nhận thấy thành quả. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện mình đang nắm trong tay một khoản tài sản kha khá. Sự tích lũy chậm rãi nhưng chắc chắn từ nhiều năm qua đã mang lại cho bạn sự ổn định và vững vàng về mặt tài chính. Để đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn biết cách sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, mà còn mở rộng tầm nhìn về cách đầu tư và phát triển nguồn tiền trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng khi đứng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bạn không thực sự hiểu rõ, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu bản thân chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hãy luôn nhớ rằng, nếu mọi việc dễ dàng như cách người ta thường nói, thì ai cũng đã trở nên giàu có rồi. Sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất đã từng lên kế hoạch cho những khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, thời điểm này chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Bạn không chỉ đủ khả năng chi trả, mà còn nhận ra rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước. Kiên trì và theo đuổi mục tiêu dài hạn đã giúp bạn không chỉ tích lũy được tài chính, mà còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không có khoản chi nào lớn bất ngờ, không có tình huống nào ngoài dự tính. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị và dự phòng kỹ càng của bạn. Tử vi tài lộc đúng 7 ngày tới thực sự là một bức tranh sáng, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tuổi Nhâm Tuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, cũng đừng quên rằng bản thân bạn mới là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hãy tiếp tục kiên trì, thận trọng và thông minh trong việc quản lý tài chính, bởi đó chính là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới mang đến những tín hiệu vô cùng khả quan về sức khỏe cho người tuổi Nhâm Tuất. Những tháng ngày vất vả lo toan cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình. Đối với những ai từng phải đối mặt với bệnh tật hoặc những vấn đề về sức khỏe, đây chính là khoảng thời gian mà bạn nhận thấy những chuyển biến tích cực đáng mừng. Đây là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chăm sóc cơ thể đúng cách, đi theo con đường chữa lành phù hợp và đã đến lúc gặt hái kết quả. Không chỉ cải thiện về mặt thể chất, bạn còn cảm nhận được sự cân bằng trong tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn dần trở về trạng thái ổn định hơn. Sau một giai đoạn căng thẳng áp lực, giờ đây bạn đã sẵn sàng để tái tạo năng lượng, tìm lại niềm vui trong những hoạt động ngoài trời. Sự vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc thoải mái hơn. Dưới tác động của tự nhiên và không khí trong lành, những căng thẳng và áp lực dần được xua tan, mang lại cho bạn sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Nhâm Tuất bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống. Nếu bạn đã có dự định điều chỉnh thói quen sinh hoạt ăn uống hoặc bắt đầu một lộ trình chăm sóc sức khỏe mới, thì thời điểm này là cơ hội vàng để bạn khởi động những kế hoạch đó. Sự tự chủ trong việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, không chỉ cho thể chất mà cả tinh thần của bạn. Nếu bạn có kế hoạch cho những chuyến đi xa như leo núi hay đi biển, hãy thực hiện ngay trong thời điểm này. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn thay đổi không khí, mà còn là dịp tuyệt vời để cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng mới, tươi mát hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiên nhiên, mỗi làn gió biển thổi qua sẽ giúp bạn thanh lọc tâm hồn, làm mới tinh thần và củng cố sức khỏe, thể chất. Đó là liều thuốc tự nhiên giúp bạn hồi phục một cách trọn vẹn từ bên trong lẫn bên ngoài. Tử vi đúng 7 ngày tới cũng khuyến khích bạn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, như việc luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và giữ gìn tinh thần lạc quan. Đôi khi sự ổn định không phải chỉ đến từ những liệu pháp y tế hay thuốc thang, mà còn từ việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy tận dụng thời gian này để yêu thương chính mình hơn, bởi khi sức khỏe được cải thiện, mọi khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi và tươi sáng hơn rất nhiều. Đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch này,
Hãy mở rộng trái tim để đón nhận những thay đổi tích cực. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những hoạt động mới. Bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa. Trong từng bước chân tuổi Nhâm Tuất với sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi khó khăn và sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 7 ngày tới, chuyện tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất bừng sáng nhờ sự xuất hiện của Thiên Diêu, ngôi sao chủ về đào hoa. Đối với những người đang độc thân, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ được gặp gỡ những đối tượng thú vị đầy hấp dẫn. Sự xuất hiện của họ có thể làm bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình và khéo léo, khiến bạn không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ và khả năng tán tỉnh của người ấy đôi khi lại khiến bạn cảm thấy không yên tâm, thậm chí hoài nghi về sự chân thành. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong thế giới tình cảm, cảm giác an toàn là điều mà ai cũng tìm kiếm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, để thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương. Mối quan hệ nào cũng cần thời gian để phát triển và sự tin tưởng, chỉ đến khi cả hai có đủ cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đối với những cặp đôi tuổi Nhâm Tuất thời điểm này, cũng không tránh khỏi một số thử thách, những cảm xúc ghen tuông hoặc những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh giữa hai người, đặc biệt là khi có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài như sự khác biệt về văn hóa gia đình hay những mâu thuẫn giữa cha mẹ hai bên. Đây là những vấn đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ lâu dài, nhưng quan trọng là cách hai bạn cùng nhau đối mặt và giải quyết sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc và giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn sau những thử thách đối diện với những khó khăn. Cả hai nên cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Tính bốc đồng hoặc những phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Khi cả hai biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, những rào cản sẽ dần được gỡ bỏ và mối quan hệ sẽ trở lại trạng thái ổn định bền chặt hơn bao giờ hết. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tuổi Nhâm Tuất, từ những rung động mới mẻ của người độc thân đến những thử thách cần vượt qua của các cặp đôi. Dù trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Mọi khó khăn chỉ là phép thử để tình cảm trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Bước vào thời điểm này, người tuổi Nhâm Tuất sẽ cảm nhận được sự tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Các cát tinh chiếu mệnh mang lại những tín hiệu tích cực cho sự nghiệp. Đây là thời điểm bạn có thể khẳng định bản thân, thể hiện những tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự chăm chỉ và cống hiến sẽ được ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong thời điểm này, bạn cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Có thể có một số hiểu lầm hoặc bất đồng nhỏ xảy ra, hãy kiên nhẫn và khéo léo trong giao tiếp. Điều này sẽ giúp bạn giữ được không khí hòa hợp tại nơi làm việc. Hãy nhớ rằng sự đồng thuận và đoàn kết trong tập thể là chìa khóa để tiến xa hơn. Tình cảm cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. Nếu bạn đang độc thân, có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ thú vị, hứa hẹn mở ra những cơ hội mới trong tình yêu. Ngược lại, nếu bạn đã có người thương, hãy dành thời gian cho nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào. Hãy lắng nghe cảm xúc của đối phương và đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu xanh dương. Con số phát tài là 12, 34 và 78. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Xem tử vi 7 ngày tới cho thấy có thể xuất hiện một số thử thách nhỏ trong công việc. Mặc dù bạn đã có những thành công ban đầu, nhưng có thể sẽ phải đối mặt với áp lực và yêu cầu cao hơn từ cấp trên. Hãy bình tĩnh, tự tin vào khả năng của bản thân và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi. Đôi khi sự linh hoạt và sáng tạo sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề đang tồn tại. Về tài chính, hãy cẩn thận trong việc chi tiêu,
Mặc dù thu nhập có khả năng tăng lên, nhưng hãy lập kế hoạch rõ ràng cho các khoản đầu tư lớn. Nên tránh các quyết định bốc đồng liên quan đến tài chính, bởi vì việc chi tiêu hoang phí có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, sự hòa hợp giữa hai bạn sẽ được củng cố. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự giao tiếp là rất quan trọng. Hãy dành thời gian để lắng nghe nhau và giải quyết những khúc mắc còn tồn động. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần giải quyết, hãy thẳng thắn và chân thành trong cuộc trò chuyện. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu cam. Con số phát tài là 33, 22 và 66. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy, con người sống ở trên đời không thể tự sinh, tự dưỡng, tự trưởng, nên tất phải nhờ cậy đến người khác. Từ đó sinh ra bốn ân đức lớn mà con người phải báo. Một là ân đức của cha mẹ ở trong trời đất. Cha mẹ là người sinh dưỡng giúp chúng ta, đại thừa công lao của cha của mẹ cao như núi rộng. Như bể là ân đức lớn mà con người phải báo đáp. Đạo hiếu theo Phật giáo biểu hiện ở ba điều phụng dưỡng cha mẹ: dâng đồ ăn ngon là tiểu hiếu công thành, danh toại, làm rạng rỡ tổ tông để cha mẹ vui lòng là trung hiếu dẫn đường cha mẹ rời xa phiền não, thoát khỏi sinh tử tu thành đắc đạo là đại hiếu. Hai là đức của chúng sinh là hết thành. Những người có mối quan hệ hàng ngày với chúng ta là người nông dân trồng ra cây lúa cho ta có gạo ăn, là người công nhân sản xuất ra sản phẩm cho ta tiêu dùng, là người làm dịch vụ để ta được hưởng tiện nghi, là người cho ta chút cơm ăn khi lỡ độ đường, người giúp ta trong cơn hoạn nạn, người chia sẻ với ta khi có niềm vui, tất cả đều có ý nghĩa với cuộc sống của ta, giúp ta sinh tồn và trưởng thành, nên cần ghi nhớ để đáp lại. Hãy mang tâm từ bi mà đối xử với chúng sinh, gieo thêm nghiệp lành là báo ân lớn nhất. Ba là ân đức của quốc gia. Quốc gia không chỉ đảm bảo sinh mệnh tài sản cho ta, mà còn là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi gắn kết cộng đồng tạo thành tình cảm thân thiết và có sức lan tỏa. Vì thế, báo ân quốc gia là trọng trách của mỗi cá nhân. Phật dạy 7 điều báo ân quốc gia: tôn trọng pháp trị, tuân theo đúng pháp luật, trọng đãi người tài để phát triển quốc gia, quan tâm tới người yếu thế để toàn dân bình đẳng, điều hành bằng thiện tâm, chú trọng điều thiện với dân, coi trọng phát triển kinh tế để cải thiện đời sống, ngoại giao ôn hòa, lấy hòa bình là nền tảng trọng yếu, thi hành dân chủ chính trị, thi hành dân chủ pháp trị, đến quyết định toàn dân đích ích lợi. Chúng ta dựa vào quốc gia mà sinh tồn, cho nên hưng vọng của quốc gia cũng liên quan tới hưng vọng của bản thân và gia đình. Bốn là ân đức của Tam Bảo. Tam Bảo cứu vớt chúng sinh, đưa đường chỉ lối cho con người đi về với Phật Pháp. Tam Bảo công đức vô lượng, khôn cùng để báo đáp ân đức. Tam Bảo cần làm ba việc: cung cấp nuôi dưỡng Phật dân lễ cúng dường, xây dựng chùa chiền học Phật tính Phật, cung cấp nuôi dưỡng Pháp học và truyền bá Pháp của Phật để chúng sinh cùng biết. Biết cung cấp nuôi dưỡng tăng cúng dường, tặng đồ, tôn trọng. Không có bốn ân đức trên thì con người không thể tồn tại. Nên đối với cha mẹ chúng sinh, quốc gia Tam Bảo phải ghi khắc tâm can, suốt đời báo đáp. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.